Bộ sưu tập Big Bang của Hublot đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của các tín đồ yêu thích đồng hồ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và thời thượng. Đặc biệt, mẫu Hublot Big Bang One Click Kingon White Page 33mm 485 OE 2210 RW1604 nổi bật với thiết kế tinh tế, lộng lẫy, hòa quyện với vẻ đẹp công nghệ đã tạo nên một tuyệt phẩm dành cho phái đẹp. Kích thước vỏ 33mm phù hợp lý tưởng với cổ tay của phái nữ, tạo sự cân đối và tối ưu khi đeo. Khoác trên mình lớp vỏ rực rỡ được chế tác từ vàng hồng King Gold, khẳng định giá trị và đẳng cấp. Sự sang trọng được khắc họa qua việc sử dụng 130 viên kim cương 0.4 carat gắn kính trên thân vỏ. Dù ban ngày hay ban đêm thì ánh sáng rực rỡ cùng vẻ đẹp hào nhoáng của những viên kim cương vẫn luôn giúp các quý cô tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Mặt đồng hồ được nâng tầm với lớp sapphire trong suốt không chỉ đảm bảo sự an toàn cho những cỗ máy phức tạp bên trong mà còn tôn lên vẻ đẹp sang trọng của người đeo. Phiên bản Mesquai được trang trí với 11 viên kim cương lấp lánh là biểu tượng của sự sang trọng và vẻ đẹp vượt thời gian, làm nổi bật sự tinh tế và độc đáo của thiết kế. Bộ máy tự động HUB1120 là kết quả của quá trình thiết kế và chế tạo tinh xảo thể hiện sự kỳ diệu của nghệ thuật đồng hồ và kỹ thuật cơ khí. Không chỉ chính xác tới từng giây mà còn có khả năng dự trữ năng lượng lên đến 40 giờ, đáp ứng mọi yêu cầu về độ chính xác và hiệu quả trong thời gian dài. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.